shoptaycầm.com, thế giới tay cầm của bạn. Kingmansport.vn, thế giới đồ thể thao Lam, không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay với câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay đây, Messi sẽ ra quân thi đấu một trận đấu cực kỳ quan trọng. Một trận đấu để đưa Messi và đồng bọn đến với trận thiếu chung kết của World Cup 2022. Và đối thủ của Messi và đồng bọn sẽ là Croatia. Một đối thủ cũng rất khó chịu với 4 trận Croatia vượt qua những đối thủ ở vòng knockout bằng penalty. Nên là cái kinh nghiệm của Croatia đá penalty là rất đỉnh chóp. Nên ngày hôm nay Messi và đồng bọn sẽ hết sức lưu ý về điều đó. Ở đây thì tôi cũng có một đội hình cực kỳ đẹp của Argentina trong cái form tiền đâu đó chỉ khoảng 200 tỷ thôi. Chỉ khoảng 200 tỷ thì tôi đã có một hình của Messi và đồng bọn cực kỳ đẹp. Chúng ta có thể để ý là với đội hình này, Argentina sẽ được cộng khá là nhiều những chỉ số cộng phụ. Ví dụ như Argentina sẽ được chỉ số chung 3, dê bóng 2 và dứt điểm 1. Argentina 2022 sẽ là dê bóng 3, tầm nhìn 3, chuyền ngắn 2 và lấy bóng 2. Nói chung là những bộ chỉ số rất là nhiều để chúng ta có một Messi dù chỉ ở thẻ cộng 4 thôi. Anh đã có chỉ số lên tới là 124. Nếu như Messi ở đây thẻ cộng 5 thì chỉ số tổng sẽ là 127 các bạn nhé. Rất cao dành cho Messi Totti, cầu thủ có chỉ số gần như là cao nhất trong đội hình này của tôi rồi. Và ở trong F4 thì đây cũng có lẽ là một trong những đội hình của Argentina 2022 cực kỳ mạnh. Tôi sẽ có là Lautaro Martinez của mùa 22 Totti sẽ đá cao nhất trên hàng công, và hai cầu thủ còn lại ở bên cánh sẽ là Alvarez của mùa 21 NG8 và Di Maria của mùa giải rất mới, mùa Best World Cup mới cứng luôn anh em ạ. Chỉ số Di Maria mùa này cũng rất đẹp nhé. Sút xa, sút xoáy đầy đủ, tốc 123-124, chỉ số chuyền trọt và những chỉ số đi bóng khéo thế nhở. Dê bóng lên tới 132 dành cho Di Maria. Hai cầu thủ ở hàng tiền vệ sẽ là Paredes của mùa World Cup 22, bên cạnh là De Paul của mùa 21 TS. Đẩy hai con hàng này lên đá CM thì chỉ số tổng lên tới 120 đấy, rất cao chứ không phải đơn giản. De Paul chạy 120 với rất nhiều những chỉ số ẩn đẹp, sút xa, sút xoáy, chuyền dài, kiến tạo qua người và tạt bóng sớm. Và bên này Paredes của mùa mới cũng không phải là tệ, những cái chỉ số chuyền tuyệt vời nhỉ. Chuyền ngắn 128, chuyền dài 122, đỏ rất nhiều những chỉ số các bạn ạ. Đặc biệt là về khả năng chuyền của Paredes mùa này là chuyền đỉnh thế nhỉ. Cũng có sút xa, kiến tạo, sút và tạt má ngoài và tinh tế luôn. Bộ tứ vệ hiện tại mình đang lựa chọn là Lisandro Martinez của mùa 22 TS. Otamendi của mùa 22 cũng sẽ là cặp trung vệ chất lượng. Cặp trung vệ này thì cũng rất là ok rồi. Ngoài ra thì chúng ta còn có cả Romero nữa, sẽ là bộ ba trung vệ chắc chắn sẽ đá chính trong buổi tối ngày hôm nay. Mình nghĩ là Argentina sẽ vẫn đá ba trung vệ, Lisandro Martinez, Otamendi và Romero. Mình đang có một lựa chọn bên cánh phải với Molina của mùa World Cup 22, chỉ số cũng rất đẹp nhé. Thằng này là cầu thủ đã ghi bàn ở trận thi đấu với Hà Lan sau một đường chọc khe cực kỳ khét của Messi. Tốc cũng đã là 120 rồi, có sút xa, có tạt bóng sớm 1m75. Bên cánh còn lại sẽ là Acuna, nhưng rất tiếc ngày hôm nay Acuna sẽ không được góp mặt vì án treo giò với hai thẻ phạt liên tiếp, hai thẻ vàng liên tiếp, hơi tiếc. Nên là ngày hôm nay thì Acuna sẽ được thay thế bởi Tagliafico. Và chắc chắn rồi, Martinez sẽ là vị trí gác đền mang đến sự yên tâm. Không chỉ là 90 phút mà nếu như mà vào kể cả penalty thì tôi nghĩ Argentina cũng không phải lo lắm về khoản penalty đâu. Vì Martinez cũng một thủ môn rất kinh nghiệm và bản lĩnh, khi mà bắt Ben cao tới 1m95 cơ mà, khét đấy. Rồi, ở đây còn có rất là nhiều những cái tên chất lượng của Argentina, gồm González, Angel Correa, Agüero, rồi là Rodriguez ở tuyến giữa. Cặp trung vệ thì có Romero và Pedreira. Đấy, nói chung là cũng rất là đầy đủ. Ngoài ra còn có cả anh chàng Montiel. Hình như là thằng này bị treo giò. Thằng này hôm trước là vào ít thôi nhưng mà tự nhiên dính cái thẻ vàng. Một cái trận đấu mà rất nhiều thẻ, thằng này lại dính luôn cái thẻ nữa. Thế là thôi, toàn con mẹ luôn, đéo được đá trận này. Ở dưới này thì còn có, đây, có Tagliafico như mình đã nói này, sẽ đá chính ở trận này này. Có Dybala, có Enzo. Ôi, Enzo phải lèn đẹt phải cho vào chứ nhở. Enzo này đá lên chân vãi đái cái kỳ World Cup này nhá. Một trong những cầu thủ mình đánh giá là đá hay nhất của Argentina kỳ World Cup này. Rồi là còn có cả Foy này, có Palacios, có Mac Allister. Đây, thằng Allister này là thằng này đá chính nhiều các bạn nhé. Thằng này hôm nay chắc là vẫn sẽ đá chính thôi. Bộ ba hàng tiền vệ sẽ là Mac Allister, De Paul, cùng với đó là Enzo Fernandez. Đấy là bộ ba tiền vệ sẽ đá chính. Hàng công sẽ là Alvarez cùng với Messi, Molina bên này, Otamendi, Lisandro Martinez, Romero. Bên này sẽ là Tagliafico, thằng này Martinez. Tôi nghĩ là như vậy thôi, đội hình chính nó sẽ là như vậy. Di Maria thì cũng hơi bỏ ngỏ, không biết là có đá chính hay không. Rồi, có đủ mà, đội hình này tôi rất là đầy đủ nhá. Dybala, BTB, đầy đủ luôn. Nói chung là với khoảng 200 tỷ thì đây là một trong những đội hình của Argentina hiện tại rất đẹp các bạn, rất đẹp luôn. Messi ngày hôm nay sẽ có thể nở được nụ cười hay không thì chúng ta sẽ cùng chờ đón. Tôi sẽ ngó qua một chút về giá trị của đội hình này xem nào. Cầu thủ đắt giá nhất
trong đội hình Argentina 2022 200 tỷ đến từ Messi với mùa 22 tò ti, giá khoảng 50 tỷ. Di Maria của mùa mới khoảng 30, Lisandro Martinez khoảng 25 tỷ. Thằng này là Lautaro bạn nhé, người Lautaro Martinez là 25 tỷ. Lisandro Martinez cũng khoảng đó. Đắt phết đấy, hàng MU mà cũng khoảng 25 tỷ. Alvarez 20 tỷ, De Paul khoảng 16, Otamendi mùa này giá hơi ảo đấy nhá, chỉ khoảng 15 thôi. Benzema khoảng 6 tỷ, Paredes, Joe Gomez và Romero, những con hàng cũng không quá đắt đỏ nhưng mà thực ra thì vẫn hơi ảo các bạn ạ. Romero 109 mà giá này thì vẫn đang được săn đón rất là nhiều, ở phía dưới mấy con hàng chỉ khoảng 1-2 tỷ thôi. Nói chung là đội hình này trong khoảng 200 tỷ mà có thể sở hữu được đội hình này là quá cháy luôn đấy ạ. Vì đôi khi nó rất là khó mua và rất là ảo. Messi đây là chỉ là cộng 4 thôi. Nếu như mà là cộng 5 thì đội hình này thực sự là quá đẹp. Ok bác nhá. Thắng là rõ bác ơi. Anh em gì đâu ạ? Chưa gì đá trận đầu, ông đối thủ bảo tối nay Argentina thắng 3-0, hi hi này. Bạn này gặp ngay bạn pha Messi ạ. Ok, được quá nhờ. Rồi, chúng ta sẽ đến với những bước chạy đầu tiên của Messi và đồng bọn. 200 tỷ này thực sự là quá đáng để anh em có thể build hình của Argentina này anh em ạ. Hôm qua anh em chắc dự đoán toàn sai đúng không? Hôm qua anh em mà xem đủ buổi lại chắc anh em toàn dự đoán sai hết. Thề không ạ? Tụt luôn ấy. Di Maria à? Xong rồi đấy. Nhìn Di Maria nó vung cái chân kìa. Trời ơi. Đẹp làm sao. À và lô thế anh Bảy à, anh đang làm gì thế? Hu hu, đang ra sân bay về nước rồi, đừng có gọi nữa. Đánh đầu dã man vậy. Được của nó thế nhờ. Messi, vẫn là Messi, Martinez, tỷ số là 2-0 dành cho Argentina. Một pha dứt điểm cực kỳ khét, pha bỏ lỡ rất ngon ăn. Ủa, thằng này Takada hay thế nhở? Chơi luôn. Ông này từ khi ra game là ông ấy cầy 24/24 ấy nhở. Đéo bỏ phút nào ạ. Nào kinh thật. Gì đây? Sao tình huống này lại để lập bập thế nhở? Tỷ số là 2-2 rồi. Những cái phím 1 của anh em đang có cái niềm tin nhất định đấy chứ. Những phím 1 lại bắt đầu trở lại. Lại bắt đầu thể hiện tiếng gáy của mình rồi. Xong mẹ rồi, Seva nó đóng cái số điểm này khó quá. Ê! Mày thế nhờ, quả này tí gãy luôn đấy ạ. Bonina. Lautaro Martinez. Đẩy gót là qua. Và đó là Messi. Messi được bấm trong cái tình huống không thể là không ghi bàn. Messi. Từ. Messi. Lautaro. À Lautaro. Anh không quan tâm, em làm kèo thì hơi khó đấy nhá. Ồ, nhận nhá. 5 bàn đi anh, em donate 50.000. Ok, nhận nhá. Bàn nữa. Chuẩn bị tiền em ơi. Messi. Ai kèm đổi Messi? Ông nào định soạc tôi ai đây rồi? Em ơi, 5 xịt nào. Vào tài khoản anh chưa nhờ. Ơ, đết. Alvarez. Xin 5 xịt em ơi. Đây rồi. Đây ơi. Đây rồi, Tài ơi. Bỏ lỡ thế nào nữa. Em ơi, 5 xịt chưa nhờ. Vẫn phải tính chứ. Ok, vẫn tính. Nói chung là Argen sẽ yếu hơn chiến. Võ Hiếu Thịnh đã rescan 50.000 đồng. Ly cà phê đêm khuya. Ôi, anh cảm ơn Thịnh nhá, cả bác chủ ăn nhá. Mãi lều. Được, phát bóng đi.
xong rồi đấy bạn ơi. Ơ à, vướng người đúng không? Khéo léo văn bật, tốc độ cao. Rồi Martinez, Dion một quả lừa qua mà. Tốt nhờ. Và đó là Di Maria. Một pha dứt điểm rất tuyệt vời của Di Maria nha. Alvarez, Di Maria. Mãi Di Maria nó sút đỉnh vậy. Ngồi League Number thì cũng không tệ lắm. Mà Son thì vẫn sẽ ok hơn. Mày lấy Son với Rio cũng được. Không linh động nhưng mà các bạn cứ điều góc đấy mà chơi thôi. Lên thủ môn đấy. Không lên à? Không lên thì cũng chịu chết thôi bạn ạ. À. Đó là Lautaro Martinez. Lautaro Martinez ở trong game này lạ thật. Trận này đậm quá nhở, nổ tài đấy à. Anh em ai cũng bảo ghi bàn. Anh em cũng bảo ghi bàn. Tí nữa anh em cũng bảo Messi ghi bàn. Thì anh em bảo Alvarez cũng ghi bàn. Mẹ đó là một thằng trung vệ đấy các bạn ạ. À. Một thằng trung vệ sút như thế này mà ông vào được á? Cái gì vậy? À mày dám đổi áo với tao này. Hộ cái đổi áo bạn ơi. Và đó là Messi. Đừng dã man. Tuổi bạn ơi. Ây à. Vì đội bạn không có Messi đấy. Tiếp tục lại là Messi. Bàn thắng cú đúp của Messi rồi. Amendi, Di Maria. Di Maria về bóng rất sướng các bạn nhé. Cũng cất nằm mượt mà nhưng cho xử lý bóng luôn. Kimembe này có cái cửa gì vào đây? Vậy mình sút hiền quá anh em ạ. Vậy mình hiền quá. Anh cổ vũ vì điều đó mà. Lisandro Martinez phải là chân trái. Phải là cái chân trái. Đau thế à. Được đấy, quả được đấy. Mẹ bắn chim vậy. Quả thế. Chạy. Mà mẹ chạy được phết nhỉ. Mà chạy được qua. Ơ, đéo qua được. Messi góc đẹp thế nhở? Sao lại có cái góc đẹp như thế này nhở? Trời ơi. Ui. Cái kẹt kinh thế nhở? The ball. Ui mẹ nó vung quả đỉnh thế. Cái gì vậy Messi? Sút thì hay đấy nhưng mà sút xong lại chấn thương là sao nhở? Sút sầu gãy mẹ chân. Sút sầu gãy mẹ chân ạ. Dành thời gian cho những thứ em chẳng cần. Ủa rồi, xin lỗi anh em nhá. Vì dịp này nó kèo quá anh em thông cảm. Ủa Martinez bắt cái này thì hôm nay có cái cửa gì cho Croatia ghi bàn. Ui rồi. Ôi bạn tạt à ơi. Mình suy nhá. Một cái lắc là vượt qua tất. Mẹ thằng sao béo này. Sao béo vào đây. Di Maria. Ây á. Ẩu ê. Ẩu ê. Và lại là thiên thần Di Maria. Tôi đứng đây từ chiều. Tôi tao bỏ mẹ rồi. À cày thế nhờ, đảo mẹ chứ vòng cấm. Apuna này tự tin thái quá lắm này. Ui xôi. Con mẹ. Mà...
anh Messi. Lại sợ chấn thương à? Ổn định lại đội hình cái nào. Lautaro Martinez, Alvarez. Muốn họa á? Muốn họa không được. Tiếp thế nhở? Quả đấy tôi lên đưa ra giải pháp hợp lý hơn. Để cò lại cày thế nhở? Hảo ơi, Akula cứu tao đi. Ôi nguy hiểm quá. Thế thì hôm nay Argentina sẽ rất tự tin anh ạ. Truyền lại những sự tự tin dành cho những em cổ động nữa. Đây, đây rồi. Tỷ số là 1-0 dành cho Argentina. Cứ thắng thôi. Rất đẹp anh ạ. Tôi đầu tư vào đội hình MU của tôi là hợp lý lắm luôn anh em. Xong rồi đấy. Nhìn góc này là biết chết rồi đấy. Chim à? Bạn này để tôi đóng tiếp à? Đi Maria đúng không? Đây là được không? Sao tôi lại rùa vậy cả bác bạn? Bây giờ bạn sớm mà. Mày lại sâu đấy. Có một Martinez mà chúng ta không hề quen một chút nào. Pha đi bóng và pha dứt điểm này. Bốt đã ghi scan 10.000 đồng. Thêm kèo thách đấu siêu sao đá cho y học hỏi bác. Ok bác nhá. Các bạn bên kèo. Ôi mẹ ơi, mắc tí nét này sao đóng kinh vậy. Ui mẹ ơi, nhiều đóng rồi à. Mấy không rồi. Ui, 40 phút đã 4-0 rồi á. Shop tay cầm.com, thế giới tay cầm của bạn.